trên 300 triệu đồng. Đây là chiếc đồng hồ Rolex chính hãng dành cho quý cô, size 31. Và size 31 là size thông dụng và size chuẩn nhất của tất cả chị em phụ nữ, tất cả quý cô và tất cả quý bà. Đối với size 28 thì bây giờ không còn phù hợp bởi vì quá nhỏ rồi. Trừ trường hợp những cổ tay quá nhỏ thì mình mới đeo 28 thôi. Còn đối với đa số, đại đa số thì là 31. Còn đối với những cổ tay chị em mà mỏm mỉm, bóp mút thì mình sẽ đeo chung với nam được, đó chính là size 36. Size 36 thì unisex dành cho cả nam và nữ. Đối với những quý ông mà tay nhỏ nhắn vừa phải thì mình đeo size 36. Còn đối với những quý ông mà cổ tay to một xíu, nói chung là cũng đô con, thì mình sẽ đeo size 41. Và đây là dòng phiên bản 31. Wow, chiếu lấp lánh, chiếu chỗ này lấp lánh và chỗ ánh vàng cũng lấp lánh, đặc biệt là các vành bezel trên đồng hồ này rất là lấp lánh, bởi vì đây là khía chải tia, vành đặc trưng của hãng Rolex, một cái vành nhận diện thương hiệu Rolex. Họa tiết trên chiếc mặt này rất là đẹp và rất là sáng cũng như rất là sang. Và chiếc đồng hồ này nếu như mà quý khách quý vị muốn đặc điểm hơn thì có thể là chọn phiên bản có kim cương sẵn trên này, trên cái vành bezel này, hoặc là chọn đúng bản này mình sẽ làm một cái vành tròn bezel khác đến kim cương sẵn để gắn vào, và mình lấy cái vành zin này mình cắt đi để khi nào mình không thích vành kim cương nữa thì mình hạ về nguyên thủy là vành chải tia. Còn không cứ đeo chải tia như thế này rồi một thời gian sau mình thích thì mình làm một vành khác có kim cương, mình thế vào mình cắt cái vành chải tia đi. Theo đánh giá của Kỳ Lăng thì mẫu này là một trong những mẫu đẹp, rất đẹp và cực kỳ đẹp mà dành cho quý cô, phù hợp hầu hết với tất cả quý cô. Hãy phục vụ cho bản thân mình những cảm xúc, những sở thích đặc biệt và tạo cho mình những giá trị của bản thân. Hãy nói với người yêu thương tặng cho mình một sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu, hoặc tự mình thưởng cho mình những chiếc đồng hồ mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Hãy đến với Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury chuyên về đồng hồ chính hãng sưu tầm những mẫu đồng hồ được tuyển chọn đẹp nhất với chất lượng tuyệt vời nhất để phục vụ giao lưu với tất cả quý khách. Kỳ Lân hân hạnh và rất hân hạnh khi được giao lưu và chia sẻ những sản phẩm chính hãng sang trọng đẳng cấp thượng lưu đến với tất cả quý khách thân ái. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo về những dòng sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu mà Kỳ Lân sẽ review trong thời gian sắp tới. Vì vậy hãy đón xem, hãy follow, theo dõi, đăng ký kênh của Kỳ Lân Luxury nhé. Kỳ Lân Luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.